Xin chào các bạn, hiện tại thì trên tay mình đang là phiên bản TGI Spark Combo. Thì đây là một trong những cái bản combo màu xanh lá hiện tại là đầu tiên của Việt Nam. Em nó vẫn còn đang còn nguyên siêu nguyên ni lông, mình vừa mới lấy hồi tối ở Win Store. Trắng thì mình thấy là bạn nó cũng đang có 2-3 cái gì đó, nhưng mà hiện tại bạn có một xanh lá nên mình vừa cặp được chỉ duy nhất một cái duy nhất đây. Hôm nay thì bây giờ mình sẽ tiến hành vui siêu. Trước tiên thì mình sẽ rập cái siêu ni lông của mình cái cùng. Qua cái tem của hãng và tiếp theo chuẩn bị là cái tem màu xanh lá đặc biệt của cái model này. Những phiên bản Pizza trước thì nó không có nhiều màu, model này khá là dài. Đây, hiện tại thì những cái phần kèm theo trong hộp thì mình sẽ lấy cái thanh giạc kia có ghi chú tên sản phẩm Spark Line More Combo phiên bản màu xanh Vida Green, là cái đặc biệt không thể thiếu nếu anh trai nào. Đây là một lóc sách hướng dẫn, chắc là mình để dành đọc xong có gì đặc biệt cũng là thơm cùng mới luôn các bạn. Máy bay đi từ, mình cũng không biết chính xác là những ngày bên Win Store nhập từ đâu về nữa. Mình đóng sách để tham khảo. Mình còn nhiều không? Cái gì đây? Vẫn còn cái thằng mình mặc lớn cỡ như, nếu mà ai mà thế hệ khoảng 8x9x thì mình nghĩ mọi người đều hình dung được cỡ một cái máy phát đĩa CD rất là gọn, đường chéo nó cỡ một gang tay của mình thôi. Đây có một cái logo TGI nó đẹp làm nổi lên. Hộp này thì có chất liệu giống như là hộp xốp hộp mút vậy. Giống đồ chơi quá. Giống đồ chơi quá. Thế oh, nhìn nhỏ thì chỉ cầm chắc tay nha. Không có giống mấy cái Flycam Sigma. Má ơi, mình không tưởng tượng là nó nhỏ vậy luôn á. Mình coi clip review rất là nhiều rồi, mình không ngờ là nó nhỏ như vậy. Nhỏ kinh khủng. Một cái flycam siêu nhỏ, từ trước đến nay mình chưa có model nào DJI từng làm như kích thước cỡ này và cái màu rất là đặc biệt. Mình rất thích cái màu này, bản màu trắng. Đây về cái phiên bản basic là cái body không rất là lâu rồi, nhưng mà
có nhiều deal giá tốt mình cũng chưa có quyết định mua. Tiếp theo là đến bản combo màu trắng cũng có deal giá tốt, và họ chia sẻ là mình sẽ dán mấy cái decal lên mình nhìn nó mất chất rồi. Đây màu xanh quá tuyệt, quá đẹp luôn, chất liệu cầm rất là đầm tay, mình rất là thích. Tem siêu, những cái nút bấm pin lắp sẵn trên máy rồi, mình nghĩ là nếu mà gỡ pin ra thì chắc là nó sẽ nhẹ hơn một phần. Những cái cổng cắm phẳng, đây là cổng thẻ nhớ, cổng thẻ nhớ và cái cổng micro USB. Không tưởng tượng được luôn. Đây là cái phần cảm biến và cái gimbal, camera gimbal 20. Quá đã, nhẹ không tưởng, nhỏ luôn. Và trong cái combo của mình thì nó có kèm theo một cục pin. Thì theo nhà sản xuất, cục pin này nó sẽ giúp mình bay được khoảng tầm từ 15 đến 16 phút ở điều kiện thời tiết tốt. Đây, ăn pin, nhà cái bay cầm một combo gì là dưới sức đi chơi. Hồi nãy lúc mà mình đi lấy cái máy mình còn tưởng nó bự cỡ cái nồi cơm điện, cũng có nồi cơm điện nhưng mà cơm điện nhỏ nhỏ. Kèm theo mấy cái bộ cánh, đây là hai cái còn đến 4 cái cánh nữa. Hình như mình nhớ là cái bản basic hình như nó chỉ có 1 cặp thêm gì đâu, cái này nó được 2 cặp, nó còn là 4 cái. Và một cái túi có bản siêu xịn của DJI, đây là Do Not Eat, khá đẹp. Còn một trong này nó sẽ thiết kế cho mình một cái set như vậy, là mình có thể bỏ được 3 viên pin, có một pin trên máy, một pin bên phải, một pin bên trái, nhưng mình chỉ cần 2 pin thôi. Pin này thì mua tiền thêm. Mình nói thêm chút xíu về cái bảng DJI Pad. Cái thiết kế nó sẽ nhìn giống như là cái dòng Mavic, nhưng mà bị một cái là cái cánh nó không gấp gọn như được. Thì nếu như mà so với kích thước mà sổ cánh ra thì nó sẽ gọn Mavic rất là nhiều, nhưng mà nhiều bạn thì nói là nếu mà gấp lại chẳng được tiết kiệm diện tích hơn Mavic bao nhiêu. Mà những thích cái bạn nhỏ thì nó là tiện, đã quá. Nếu mà trước đây thằng nhóc em vợ mình nó có một con Sigma, như mình nhớ nhầm là mua khoảng tầm 700-800 gì đó, thì nhiều khi nó còn bự hơn con này, nó bự hơn con này. Trong hộp hết rồi, không còn gì trong hộp hết. Cái túi, trong cái túi da đẹp quá ta, không biết cái bằng da hay giống. Combo này chất lượng hẳn so với cái bản basic thông thường, đúng là chờ đợi là hạnh phúc. Không có gạch tác của cái túi già nữa, túi gì giá trị đã quá. Giống như anh hãng đang chia sẻ thì từ lúc đặt cái bản này ở bên hãng rồi, tặng cho kèm một thẻ nhớ 16GB 80MB của SanDisk, thì mình cũng được anh chủ shop tặng, và cái nón ở trên đầu mình đang đội cũng là một trong những cái quà tặng. Thì mình rất là hài lòng với Winwin Shop, thì dù là phiên bản màu có thể gọi là khá là độc đáo, khá là hiếm, khá là hot ở thời điểm hiện tại, ngoài màu trắng ra cũng không có nâng giá cho thẩm lên những đồng giá nó này. Không rõ là tiếp theo thì các bạn
cái đợt tiếp theo này về thì shop có đẩy giá hay như thế nào thì mở đây mình mở tiếp về mình sẽ còn mở tiếp cái túi đeo này. Trong túi đeo này nó quá mút cho chân chắc. Đây là cái mà anh em basic đều trông chờ. Cái remote này nó sẽ giúp mình có thể mình bay xa hơn và bay cao hơn. Theo như mình nhớ là nó sẽ giúp mình bay xa được tối đa là 2 cây số và bay cao tối đa là 500m. 500m là cũng gần gấp đôi Viteco rồi, đủ cao rồi, đủ cao để thấy gì dưới rồi. Nên mà gió cuốn thì theo chiều gió luôn. Cái thiết kế này nó giống như cái remote của Mavic, kẹp cái điện thoại ở dưới, gấp lại rất là gọn. Nhưng mà hình như mình nghe nói là remote của Mavic sẽ không dùng cho Spark được. Mình vẫn phải mua remote cho Spark. Biết nó có khác biệt nhau gì không? Chắc nó khác nhau chút xíu gì cái model. Biết vậy thôi. Chắc hẳn cũng muốn kiếm thêm mớ tiền. Nếu mà ai mà có Mavic rồi mà đã mua bản basic của Spark thì có thể là chơi cũng được, phải mua thêm cái remote. Rồi đẹp. Vẫn còn nha các bạn, trong cái combo này quá trời đồ luôn á. Túi này thiết kế giống như cái túi của Sony Alpha tặng lúc mua máy. À, đây là hai bộ, tổng cộng là 4 cái càng bảo vệ cho cái cánh. Mình đã có xem một cái video review là họ điều khiển nguyên cái Spark đâm thẳng vô tường luôn, nhưng mà nhờ càng bảo vệ này nó sẽ đẩy cái Spark văng trở ra, là nó không có bị chém cái cánh vô tường, là mình ảnh hưởng đến cái cánh của mình để mất gãy gì đó. Kiểu bộ bảo vệ cánh này cũng phải combo mới có, bản basic cũng không có. Nếu các bạn muốn thì mua rồi rất là tiện, nhưng mà mình đợi combo, mình mua một lần đủ hết khỏi mình phải mua thêm nha. Nếu mình nghĩ mua thêm thì cần mua thêm một cục pin nữa đó, pin giống như pin điện thoại vậy, giống như pin bộ đàm vậy, bé xíu. Tiếp theo là một cái adapter sạc. USB cắt. À không phải, ý mình không phải nói cái này nha. Mình đang nói cái này. Đây là cái giúp cho Spark hoàn thiện hơn rất là nhiều. Tại vì theo thông tin mình biết được là Spark bay sau khi hết pin thì gắn sạc nó báo là quá nhiệt, nó không cho sạc, phải đợi cho Spark nguội. Có một anh phải chỉ ở ngoài máy cho không để làm nguội Spark để sạc được trực tiếp trên cổng. Thì lúc mà các bạn có cái bát sạc này rất là tiện, nó thiết kế giống như cái hộp luôn, tức là tổng cộng nó tính toán cho người dùng 3 viên, có thể sạc đồng thời một lúc 3 viên pin luôn. Ok, quá tiện, quá tốt. Hiện tại thì theo mình thấy là hết rồi. Hết rồi. Thì tất cả những gì trên bàn mình hiện tại có là một cái combo của Spark và phiên bản mình rất thích. Đây phiên bản màu xanh lá. Trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng làm một vài cái video để thử trải nghiệm thực tế cái chất lượng camera cũng như một vài cái tính năng điều khiển bằng tay, cử chỉ, hạ cánh trên tay, rồi như lai thần trưởng này kia của anh em. Ok, các bạn cố gắng đón chờ những video tiếp theo của mình nha. Nếu mà thấy video ngày hôm nay của mình hay thì các bạn đừng giúp mình subscribe, like và share để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.